Xin chào các bạn, chào mừng đến với đồ chơi di động .com. Và trong video clip ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách dán miếng dán màn hình dành cho chiếc đồng hồ Samsung Galaxy Watch 7 phiên bản 44mm vừa mới ra mắt. Như thường lệ là cái công việc đầu tiên là chúng ta sẽ cần vệ sinh cái đồng hồ nha. Vệ sinh như mình đã nói rất là nhiều lần, vệ sinh càng kỹ á, đó, vệ sinh càng kỹ á thì nó sẽ cho cái kết quả dán rất là đẹp. Còn mà chúng ta vệ sinh không kỹ á thì nó nhiều khi là nó sẽ có những cái thứ gì đó gọi là những cái hạt bụi nè nằm trong đó đó, thì nó sẽ dẫn đến cái kết quả rất là xấu. Và chúng ta sẽ với những người OCD như các bạn hay như mình thì sẽ không thể nào chấp nhận những kết quả này, và chúng ta sẽ nhanh chóng là vứt thôi. Đầu tiên là cái loại này là loại 3 lớp nên chúng ta sẽ tách cái lớp màng trong ở dưới ra, thì nó sẽ lộ lớp keo chúng ta sẽ đặt lên trên cái màn hình. Và cái loại này á, thì là nó đã làm chính xác bằng kích thước màn hình chúng ta rồi, thì như là dễ thôi, keo tự động nó lan ra như thế này đó. Mình thấy là nó đang hít lại đó, đó. Chúng ta ấn cái phần cuối của cái phần keo lan á cho nó dính chặt hơn thôi. Ok, giờ chúng ta xong được 50% quá trình rồi, thực ra thì tới 90% rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bóc bỏ cái lớp màng lên là xong thôi, chứ không có gì nữa ha. Dùng cái miếng keo giấy nè, chấm chấm vào, ấn nhẹ nhẹ cho nó dính vào cái mặt ở trên. Rồi, dở ra thôi, rớt mà đường về. Oh, wow. Chết bà được. Trời ơi, còn hai cái bọt không? Mình phải lo lắng, chúng ta sẽ đẩy thôi, đẩy ra. Đúng rồi, đẩy ra, đẩy, giống vậy đó, đúng rồi. Ok, thế là xong. Rất nhanh chóng và đẹp mắt ha. Cái miếng này nó dày tương đương với cường lực như các bạn. Ok nè, nó chống chảy xước rất là tốt nha. Còn ví dụ những cái cấn cấn bình thường thì chả vấn đề gì cả với nó như đó ha. Ok, bây giờ cái này là hòn tới đây, cái này là tới cái khúc mà xô lên cho nó đẹp đẹp để mọi người khoái nè. Đó, bề mặt cứng phẳng nha, không có gợn kiểu như BBF nha, nó không phải là BBF đâu. Ok, đó, rất là trong luôn, bóng nữa. Nó cũng dễ, rất là dễ vệ sinh lau chùi khi mà nó dính bẩn nha. Ok, đó. Cái loại này nó dính rất là tốt, chứ không phải như nhiều loại cường lực là bị mép nó không dính, mép nó thì trắng lên, rất là khó dán. Loại này đặt thì phát là dính luôn. Clip hướng dẫn của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo nha. À quên, nhớ để lại một like cộng một cái subscribe, như thế là mình rất là biết ơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.